Giá cả thanh long bấp bênh, trong khi đó giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao khiến cho nông dân Bình Thuận gặp nhiều khó khăn, đối mặt với thua lỗ. Đây là bảng giá phân bón tháng 4 năm 2021. Còn đây là bảng giá phân bón tháng 4 của năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Có thể thấy giá phân bón tăng vọt, có khi tăng hơn 100% vào năm 2022. Và đến năm 2023, giá phân có giảm nhưng vẫn cao so với thời điểm trước. Giá phân bón tăng cao, trong khi đó thì giá thanh long bấp bênh khiến cho nông dân Bình Thuận điển hình như gia đình bà Oanh gặp nhiều khó khăn, dù thanh long được mùa nhưng vẫn lỗ. Trong thời gian qua thì ở Phan Rí Thành này thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là về giá cả, thứ hai là phân bón, thuốc trừ sâu rất là mắc. Nhiều hồi có được mùa nhưng mà không có giá cũng là tay trắng luôn. Không chỉ gia đình bà Oanh, nhiều nông dân khác cũng đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng, không có vốn để xoay vòng mua phân, rơm và thuê nhân công cho vụ mùa mới. Nhiều gia đình không trụ nổi, phải sản xuất cầm chừng. Theo các đại lý phân bón, số lượng bán ra năm nay giảm mạnh. Các cửa hàng cũng không thể thu hồi tiền nợ vì nông dân thua lỗ. Phân bón cao thì nó ảnh hưởng đến tâm lý của người dân rất là nhiều. Thì họ sẽ không dám mà đầu tư nhiều, nợ thì cũng khá là nhiều, cũng rất là khó thu hồi. Chính vì vậy, trong bối cảnh nông sản gặp khó khi giá cả bấp bênh, thì việc bình ổn giá vật tư nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất được nông dân quan tâm hơn bao giờ hết. Ảnh hưởng sản xuất kinh tế rất là nhiều, tại vì cái chi phí rất là cao mà giá thanh long thấp á, mình thử là làm là tính ra là nhiều nông dân cũng bị thua lỗ. Mong muốn nhà nước là cũng tìm giải pháp làm kiềm chế được cái giá phân bón đỡ mà tăng cao quá. Giá phân bón vật tư nông nghiệp đang cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của người dân. Nhưng chính sách hỗ trợ bình ổn giá phân bón vật tư nông nghiệp cần được quan tâm nhằm tạo điều kiện cho nông dân yên tâm sản xuất.